xả khói đen kịt suốt ngày đêm, bụi, tiếng ồn là những gì người dân thuộc khu gia đình quân nhân trường trung cấp kỹ thuật Tăng Thiết Giáp nằm trên địa bàn phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc phải chịu đựng trong suốt nhiều năm qua bởi một công ty phụ gia nhựa đóng trên địa bàn. Mới đây người dân đã bắt được và ghi lại hình ảnh đơn vị này còn ngang nhiên xả chất thải lạ ra môi trường khiến người dân bức xúc. Ghi nhận sau của phóng viên VTC1. Đây là hình ảnh mà người dân quay lại được vào ngày 27 tháng 8 năm 2020 cung cấp cho phóng viên. Chất thải có màu trắng, nổi bọt trắng xóa như thế này. Theo quan sát, chất thải được bơm từ một ống nhựa từ trong nhà máy ra ngoài một chiếc hố đã được đào sẵn. Lo ngại chất thải độc hại, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, người dân đã quay lại và gửi đến các cơ quan chức năng. Thấy họ xả bằng một cái vòi rất là to, rồi họ đào sẵn một cái hố bằng cái máy xúc, sau đó thì họ xả vòi rất là to. Thì tôi hỏi mấy cái chú làm xây nhà, chú bảo là họ làm xả được 2 hôm nay rồi, sao chị bây giờ chị mới biết. Thế sau đó thì tôi thấy nó xả xuống thì nước thì trắng tinh và sau đó nó sủi bọt lên. Tôi nhìn thấy tôi thấy khủng khiếp quá, tôi mới chạy về tôi lấy cái điện thoại lên và tôi quay sau đó thì tôi mới gửi lên trên, vì tôi cũng không biết nó là cái chất gì nên là tôi gửi lên trên cộng đồng mạng để hỏi mọi người xem nếu nó có độc hại ảnh hưởng đến cái khu gia đình không. Và sau khi tôi quay xong rồi thì đến hôm sau thì tôi lên tôi thấy họ lại lấy máy xúc, máy múc, họ lại trộn hai cái thứ vào nhau. Và ở dưới đây có rất nhiều các cái giấy rác và những cái thùng nhựa rất là to và nó chưa được phân hủy, họ trộn vào nhau. Và tôi thấy nó ghê quá, tôi lại tiếp tục tôi phát trực tiếp một cái video tiếp theo. Thì khoảng gần một tiếng sau tôi lên thì tôi lại thấy họ bắt đầu nhặt những cái giấy rác ở cái đống mà họ đào lên đấy ạ. Còn đây là hai ống khói được hoạt động hết công suất nhà khói đen kịt. Những luống rau của người dân ngay cạnh nhà máy cũng không sống nổi. Theo người dân, sự việc này đã diễn ra từ nhiều năm nay, khiến cuộc sống của họ vô cùng khổ sở. Bà thấy là cái nhà máy ở đây nhiều khi nó xả khói bay hết cả các bà, những nhà đây, thậm chí nhà bà đóng cửa suốt ngày nhưng mà những cái cánh quạt đen như là nắp trong cái bếp mà đun bếp củi đấy. Bỏ hóng nó bám đầy luôn ở trong đấy mà suốt ngày đóng cửa. Mấy bà trồng ít rau ở đây này, coi như sáng ngủ dậy một lớp như cái kiểu là bụi than ấy. Đen hết trên, bám hết vào những cái lá rau. Nói chung là ở đây rất ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người ở đây. Khói xả toàn bộ hai ống khói, như vậy là xả cả đêm suốt đêm ngày. Nhà máy người ta hoạt động suốt ngày đêm, theo ca mà. Thế cho nên là rất là khó chịu, mà rất là độc hại. Thế nhưng mà chúng tôi không có cái máy đo độ độc hại, nó chỉ số đến bao nhiêu thôi. Thế còn chỉ người hút, nhiều người thấy tức thở. Đấy, ảnh hưởng sức khỏe tất cả mọi dân ở đây. Gây ức chế cho bọn em quá nhiều luôn, vì con cái bọn em nó nhỏ. Mà ở đây khói bụi tưng bừng luôn, thậm chí là những cái ngày sương mù thì nồng hết vào nhà luôn, không thể thở được, đi ngủ cũng toàn đa số bị khẩu trang mới cả đóng kín cửa nhà. Nhà cô dân cư ở đây mà thậm chí chả mấy khi ra ngồi ngoài nói chuyện chị em với nhau được, vì nó quá ô nhiễm luôn. Được biết đây là công ty cổ phần phụ gia nhựa PGN hoạt động từ năm 2010. Trước đó, công ty này cũng đã có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, làm chết hoa màu của người dân và cũng đã bị xử phạt. Trước thì phường Khai Quang, mà khi những cánh đồng người dân còn ở sát, trước cái đường Vành Đai 2 này đấy, thì phường thì lúc nào cũng quan tâm đến cái việc ô nhiễm môi trường. Nó gây ảnh hưởng đời sống, nhất là cái cây rau màu, lúa người ta trồng là ảnh hưởng. Và những năm 2011-2012 cũng đã tiến hành xử lý. Sở Tài nguyên Môi trường xử lý và những công ty đấy cũng ra họp với nhân dân để mà có cái hướng đền bù hỗ trợ cho dân. Với những gì người dân đang phải gánh chịu trong nhiều năm qua, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp kịp thời nhằm trả lại cuộc sống trong lành cho người dân nơi đây.